trách nhiệm hữu hạn Kính Mắt Việt Nam, chi nhánh Hải Dương, chi nhánh tại Hải Phòng. Quý kính thưa ban giám đốc công ty, thưa kính thưa toàn thể cán bộ công nhân và công nhân viên và quý khách đã đến tham dự buổi khai trương cửa hàng thứ 11 của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chúng tôi xin hân hoan chào mừng quý vị đến với cửa hàng mới 66 Lạch Tray, nơi chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm xuất sắc và những trải nghiệm mua sắm đáng nhớ. Thay mặt ban giám đốc công ty, tôi xin tuyên bố chính thức khai trương cửa hàng Kính Mắt 66 Lạch Tray tại thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn.